Chủ tịch nước Trần Đại Quang và vị khách quý chưa kịp gặp lại. Tin tức Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời. Những ngày qua tràn ngập trên truyền thông Nga, nhiều tờ báo lớn nước này đã nhắc đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Putin, cũng như cuộc hội ngộ chưa kịp thực hiện giữa hai nhà lãnh đạo. Đồng chí Trần Đại Quang, sinh năm 1956, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ, trong và ngoài nước, hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi. Sự ra đi của người đứng đầu, nhà nước Việt Nam, đã khiến nhiều người Nga bàng hoàng. Trong 3 ngày qua, các dòng tin tức về Chủ tịch nước Trần Đại Quang xuất hiện dày đặc trên truyền thông Nga. Nhiều hãng tin Nga điểm lại những dấu mốc lớn trong cuộc đời cũng như sự đóng góp to lớn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời nhắc đến mối tình cảm thân thiện, tốt đẹp giữa nhà lãnh đạo Việt Nam và Tổng thống Nga Putin. Với dòng tin lớn, vậy là Tổng thống Putin đã không chờ được, Chủ tịch nước Việt Nam đã qua đời. Tờ Gatazu, nổi tiếng của Nga, cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ra đi quá đột ngột trước khi ông kịp gặp lại vị khách Putin, người đã nhận lời tới thăm Việt Nam. Theo lời mời của ông, hồi tháng 3 năm 2018, tờ báo cũng nhắc đến những nét đáng chú ý trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nga. Trong thời gian qua, nhấn mạnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Putin đã cùng nhau đưa mối quan hệ này ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Tờ báo này còn liệt kê những thỏa thuận then chốt mà Hà Nội và Moscow đã đạt được nhân chuyến thăm tới Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tháng 6 năm 2017, cho biết hai bên đã thông qua một loạt văn kiện hợp tác trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế, bao gồm các hợp đồng đầu tư giữa hai nước có giá trị tới 10 tỷ USD. Nhắc đến các chuyến viếng thăm cấp cao như minh chứng của mối quan hệ gần gũi, tờ báo Nga nhấn mạnh trong quãng thời gian đồng chí Trần Đại Quang giữ vị trí Chủ tịch nước, đồng chí đã có chuyến thăm quan trọng đến Nga, Tổng thống Putin cũng dành 2 ngày tới Đà Nẵng để tham dự tuần lễ cấp cao APEC mà Việt Nam làm chủ nhà. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất mà Tổng thống Nga từng 5 lần tới thăm, vào những năm 2001, năm 2006, năm 2010, năm 2013 và năm 2017, tờ báo nói, cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ra đi đột ngột trước khi hai nhà lãnh đạo có cơ hội gặp lại trong khuôn khổ một chuyến thăm cấp cao. Được biết, ngay sau khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, Tổng thống Nga Putin đã gửi điện chia buồn tới Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó đánh giá cao vai trò của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước. Trong sự nghiệp hoạt động của mình, trên cương vị Chủ tịch nước, cũng như các cương vị đầy trọng trách khác, đồng chí Trần Đại Quang luôn giành được sự kính trọng của người dân trong nước và tín nhiệm của bạn bè quốc tế. Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp an ninh tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế, Tổng thống Putin nói. Khó có thể đánh giá hết đóng góp của cá nhân, đồng chí Trần Đại Quang, đối với việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước chúng ta. Tôi tin tưởng rằng những ký ức tươi sáng về đồng chí Trần Đại Quang sẽ còn mãi trong tim tất cả những ai từng biết đồng chí, nhà lãnh đạo Nga khẳng định. Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người bạn tuyệt vời của Mỹ. Tổng thống Donald Trump trong tuyên bố của mình cho biết ông rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt nhân dân Mỹ, ông xin gửi lời chia buồn đến gia đình Chủ tịch nước và người dân Việt Nam. Văn phòng thư ký báo chí Nhà Trắng ngày 21 tháng 9 vừa ra tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Trong tuyên bố, Tổng thống Donald Trump viết: "Tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt nhân dân Mỹ, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Trần Đại Quang là một người bạn tuyệt vời của Mỹ. Ông đã ân cần đón tiếp tôi trong chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của tôi đến Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 và tôi cảm ơn ông về sự cam kết của cá nhân ông nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam. Chúng tôi sẽ không quên những đóng góp của ông cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như tiếng nói của ông cho một Việt Nam đầy tự hào và độc lập trên trường quốc tế." Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nau ngày 21 tháng 9 đã có tuyên bố về việc Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ trần. Nội dung tuyên bố như sau: "Chúng tôi rất buồn khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.
Chúng tôi xin gửi những suy nghĩ cảm thông và lời cầu nguyện đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam trong thời khắc khó khăn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người ủng hộ mạnh mẽ quan hệ Mỹ-Việt Nam, giúp đưa quan hệ đối tác song phương lên tầm cao mới trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng với gia đình, bạn bè của ông và nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản của ông và bày tỏ lòng thương tiếc trước sự ra đi của ông. Chiều ngày 21 tháng 9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã có tuyên bố về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Thay mặt Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, bày tỏ lòng cảm thông tới gia đình Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Mỹ-Việt Nam. Sự đón tiếp của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam lên tầm cao mới trong cơ sở hiểu biết lẫn nhau. Có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đại sứ chia sẻ. Cùng với gia đình và bạn bè của ông cũng như nhân dân Việt Nam, chúng tôi trân trọng di sản ông để lại và bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của ông, đại sứ trân trọng bày tỏ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do mắc bệnh hiểm nghèo. Mặc dù được các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo đảng, nhà nước hết sức quan tâm tạo điều kiện, nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã không qua khỏi. Thủ tướng Nhật Bản gửi điện chia buồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Bức điện viết, tôi hết sức bàng hoàng và vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa mới từ trần. Thay mặt cho chính phủ và người dân Nhật Bản, tôi xin gửi tới chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người dân Việt Nam và gia quyến ngài Chủ tịch nước lời chia buồn sâu sắc nhất. Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đại diện cho đất nước Việt Nam tiếp đón nồng hậu Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào mùa xuân năm ngoái. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Nhật Bản và Việt Nam, ngài Trần Đại Quang đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản từ cuối tháng 5. Tới đầu tháng 6, ngài đã cống hiến hết mình cho quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Cá nhân tôi đã có vinh dự được gặp ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang 4 lần, trong đó tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng kính trọng trước việc ngài Chủ tịch nước đã chủ trì thành công hội nghị cấp cao APEC diễn ra vào tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, nhất là những đóng góp to lớn trong việc ký kết hiệp định TPP-11 tại hội nghị. Nhật Bản và Việt Nam, với tư cách là đối tác chiến lược, vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người mà với sự lãnh đạo, sáng suốt của mình đã xây dựng nên quan hệ hợp tác gắn bó trên các lĩnh vực sâu rộng giữa hai đất nước, cầu mong ngài yên giấc ngàn thu. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Tadao Kono đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Bức điện viết, tôi hết sức bàng hoàng và vô cùng thương tiếc khi nhận được tin ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa mới từ trần. Ngày 21 tháng 9, ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nguyên thủ quốc gia dẫn dắt Việt Nam không chỉ trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội mà còn nâng cao vị thế quốc gia tại khu vực và trên trường quốc tế. Trong quan hệ với Nhật Bản, ngài đã đón tiếp Nhật Hoàng và Hoàng hậu sang thăm Việt Nam, cũng như có chuyến thăm Nhật Bản cấp nhà nước. Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm nay, ngài đã cống hiến hết sức cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia. Cá nhân tôi cũng vinh dự được đến chào xã giao ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tưởng nhớ tới những công lao to lớn của ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi cầu mong ngài yên giấc ngàn thu, đồng thời hy vọng chính phủ và người dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua nỗi đau, góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển hơn nữa. Vì sao tổ chức quốc tang muộn?
Có một số bạn đọc tỏ ra băn khoăn khi đảng nhà nước ta muộn ra thông cáo đặc biệt về việc tổ chức tang lễ chủ tịch nước Trần Đại Quang mà một số quốc gia như Cuba, Thái Lan đã tổ chức treo cờ rủ tưởng nhớ chủ tịch nước. Nhằm rộng đường dư luận, xin trích ý kiến của Đại tá Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Khoa giáo Học viện Chính trị Công an Nhân dân, giải thích về việc vì sao tổ chức quốc tang muộn cho chủ tịch nước Trần Đại Quang. 1. Khi người từ trần luôn có giấy chứng tử từ nơi người đó từ trần, bệnh viện hoặc nơi cư trú có xác nhận của người cấp có thẩm quyền. Thông tin này có thể được thông cáo kèm theo tiểu sử người đã mất. Đây là thông tin ban đầu có giá trị như thông báo sơ bộ. Trong thời đại hiện nay không thể giấu những thông tin kiểu này vì do vậy sẽ vi phạm luật tiếp cận thông tin và là mồi ngon cho kẻ địch lợi dụng chống phá ta, lung lay lòng tin của nhân dân. 2. Thông cáo chính thức về việc một người đã từ trần gồm ban hành cao phó, thông báo về việc thành lập ban tổ chức lễ tang, thông báo về chương trình lễ tang, lễ truy điệu, lễ an táng. Đối với chủ tịch nước, theo quy định sẽ do các cơ quan và cá nhân sau đây cùng hiệp thương ra thông báo: Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc quyền Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc. Thông cáo chính thức không nhất thiết phải ban hành ngay sau khi yếu nhân mất, mà có thể sau đó một vài ngày, nhưng không quá 7 ngày trừ trường hợp chiến tranh. Ngay sau khi cáo phó thông cáo đặc biệt được ban hành thì chương trình quốc tang sẽ được kích hoạt, thời gian quốc tang không quá 2 ngày theo nghị định của Chính phủ. 3. Đêm 24 tháng 9 năm 2018 là đêm rằm Trung thu 15 tháng 8, năm Mậu Tuất là Tết Thiếu Nhi. Có lẽ Bộ Chính trị, lãnh đạo đảng và nhà nước muốn để qua ngày này để cho thiếu nhi cả nước được vui chơi theo phong tục, tập quán rồi mới kích hoạt chương trình quốc tang. Như vậy, ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018 sẽ là hai ngày quốc tang. 4. Các nước Cuba, Thái Lan tổ chức quốc tang chủ tịch nước Trần Đại Quang do có cảm tình với ta nhưng phải theo luật pháp của họ và đó là chủ quyền quốc gia của họ, ta không thể can thiệp.